chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình khởi động ngày mới, điểm hẹn tin tức thời sự buổi sáng của kênh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Sáng ngày 22 tháng 12, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân của xã Mường So, huyện Phong Thổ, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân về chế độ chính sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Theo tổng hợp tại hội nghị, đã có 11 ý kiến kiến nghị của bà con nhân dân các bản trong xã Mường So, kiến nghị tới huyện với các sở ngành của tỉnh. Các kiến nghị chủ yếu tập trung vào chế độ, chính sách, đầu tư xây dựng cơ bản về lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, công thương, giao thông. Ngoài ra, cử tri xã Mường So đề nghị với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các ban ngành của tỉnh, của huyện quan tâm đầu tư xây dựng cầu bê tông thay thế cống tràn qua suối, đường đi vào khu sản xuất, làm kè suối giáp bản để bảo vệ khu dân cư, nâng cấp sửa chữa cầu treo sắt nối liền từ thôn Tây An sang bản Na Cùng, hỗ trợ cây giống phân bón để chuyển đổi rộng hơn diện tích cây bí xanh và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm giúp nhân dân trong bản, hỗ trợ nâng cao cột điện cho nhân dân để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, hỗ trợ kinh phí thu gom rác trên địa bàn từ năm 2024, trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quan tâm đầu tư chợ đêm, khu vực Mường So để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sau 1,2 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, hiệu quả, buổi đối thoại đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch. Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những nội dung kiến nghị cũng như phản hồi từ các cấp, các ngành đến với người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tiếp thu toàn bộ các ý kiến của bà con nhân dân xã Mường So và ý kiến giải đáp của các đồng chí tại hội nghị. Trên cơ sở đó chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân, quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện để xã Mường So ngày càng phát triển. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn, các hội nghị đối thoại để bà con nhân dân có cơ hội bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bà con nhân dân. Năm 2024, trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ nhân dân các dân tộc xã Mường So, huyện Phong Thổ quyết tâm, quyết liệt bám sát những chỉ đạo chung từ trung ương đến tỉnh, thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra, phát huy truyền thống, trở thành điểm du lịch, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời giải quyết, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hưởng chế độ theo quy định. Theo đó, tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 6.900 người, giải quyết cho 1.700 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, trên 1.000 lượt người hưởng chế độ thai sản, 310 lượt người hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe, 22 người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, trên 700 người hưởng mới trợ cấp thất nghiệp và 1.840 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, kịp thời điều chỉnh, lập danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42 của Chính phủ, Thông tư số 06 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn của tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ở cấp cơ sở, nơi nào cũng có người cao tuổi tham gia các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề khác nhau. Từ đó thì ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Qua tổng kết và bình xét ở các cấp, toàn tỉnh hiện có hơn 380 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, có gần 1.200 người cao tuổi đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó thì trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp hơn 1.000 người, sản xuất công nghiệp xây dựng 38 người và kinh doanh thương mại dịch vụ có 150 người. Năm 2023, huyện Mường Tè đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022 của huyện, lập và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo quy định. tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 theo quy định, tổ chức đôn đốc thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, đảm bảo việc lấy ý kiến được toàn diện, rộng rãi, hiệu quả và đúng tiến độ. Rà soát tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều chỉnh quy mô, vị trí của 11 công trình, dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân góp đất trồng cây cao su trên địa bàn của huyện. Thu thập thông tin dữ liệu hồ sơ địa chính, thực hiện cấp 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đính chính 68 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh bán trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Nậm Nhùn đã quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này. Nhờ đó đã góp phần to lớn trong việc duy trì số lượng, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh. Phóng sự sau đây thể hiện nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn có 17 lớp, 490 học sinh. Số học sinh ở bán trú là 318. Để học sinh bán trú ăn ở, sinh hoạt theo đúng nền nếp, nhà trường đã xây dựng nội quy bán trú, thời gian biểu, đồng thời phân công giáo viên trực quản lý học sinh hàng ngày, hàng tuần. Cùng với đó, nhà trường đã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm tin cậy, lựa chọn những sản phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo các bữa ăn sáng, trưa, tối, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp đủ chất dinh dưỡng để học sinh có sức khỏe tốt, yên tâm học tập. Cô dạy em học tốt và ngoan ngoãn. Em luôn hạnh phúc và vui. Em rất thích và được ở bán trú. Em được thầy cô dạy gấp cha màn và dọn vệ sinh cá nhân, và em thấy rất là vui khi mà mình được ở khu bán trú này và được thầy cô rất là quý mến. Các thầy cô rất là quan tâm chúng em và còn làm phòng ngủ cho chúng em, giường chiếu, chăn màn, và các thầy cô cũng cho tivi cho các em xem. Thầy cô dạy chúng em đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ và rửa chân tay cho sạch sẽ. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn có 9 lớp, 328 học sinh, trong đó 260 em học sinh ăn bán trú. Khác với trước đây, khi chưa có mô hình bán trú, để đi học, hàng ngày các em học sinh của nhà trường phải dậy từ rất sớm để vượt đường bộ đến trường. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, các em đã được ăn, được ở tại trường, được các thầy cô giáo quan tâm, có đông bạn bè, được học tập, được vui chơi có nền nếp, nên các em yên tâm học tập tốt hơn. Kết quả, năm học 2022-2023, nhà trường có 12 em học sinh giỏi, 100 em học sinh khá, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong thời gian qua thì nhà trường cũng đã rất là chú trọng trong cái công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú. Tức là ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã thành lập ban quản lý học sinh bán trú và phân công nhiệm vụ rất là cụ thể cho từng cá nhân, cho từng thành viên trong ban quản lý để nuôi dưỡng học sinh. Và trong quá trình nuôi dưỡng thì nhà trường thứ nhất là cũng chú trọng vào về cái khâu an toàn thực phẩm, là chỉ đạo chỗ y tế là lưu mẫu thức ăn hàng ngày, kiểm thực 3 bước rất là chặt chẽ. Thứ hai nữa là cũng thường xuyên kiểm tra chỗ bếp nấu, nhà ăn để bên tổ phục vụ là nấu ăn đảm bảo cho các em học sinh, và cũng thường xuyên là thay đổi bữa ăn cho các em học sinh bán trú để các em đỡ phải nhàm chán và đảm bảo chất dinh dưỡng cho các em. Về tổ chức nuôi dưỡng, về cái chăm sóc thì cũng nhà trường cũng đã phân công giáo viên trực cụ thể và có lịch trực cụ thể rõ ràng, như là trực ngày, trực tối và luân phiên nhau, và bảo vệ thì sẽ là giáo viên trực và một ban giám hiệu sẽ trực cùng, tức là 24/24 là sẽ đảm bảo khâu trực chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú. Nậm Nhùn có nhiều xã đặc biệt khó khăn, địa hình chủ yếu ở đây là đồi núi, đèo dốc, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Trước đây, tình trạng học sinh bỏ học, đi học không chuyên cần diễn ra phổ biến. Từ khi thực hiện mô hình trường học bán trú, các em được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ. Vì vậy, tỷ lệ học sinh chuyên cần đến lớp đã được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, huyện Nậm Nhùn có tổng số 13 trường phổ thông dân tộc bán trú, trong đó tiểu học là 6 trường, trung học cơ sở là 5 trường, tiểu học và trung học cơ sở là 2 trường. học sinh được hưởng chế độ bán trú là 6.218 em. Thời gian qua, huyện đã chú trọng thực hiện cơ chế chính sách, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông dân tộc bán trú. Trên cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đã ban hành. Tích cực xây dựng, củng cố, phát triển các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường có học sinh bán trú. Kết quả, công tác duy trì sĩ số của huyện luôn được đảm bảo. Các em yên tâm học tập, rèn luyện, tạo nền tảng để các nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Thưa quý vị, Lai Châu hiện có 4.800 người khuyết tật, trong đó thì có hơn 750 người khuyết tật đặc biệt nặng và khoảng 1.000 người khuyết tật thuộc hộ nghèo. Xác định công tác chăm lo, đảm bảo các chế độ chính sách cho người khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, cùng với chính quyền các cấp, ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh không chỉ quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách mà còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đảm bảo cho người khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền lợi chính đáng và hòa nhập với cộng đồng được tốt hơn. Huyện Sìn Hồ hiện có 547 người khuyết tật, phần lớn đều là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, huyện Sìn Hồ luôn cố gắng nỗ lực chăm lo đời sống cho người khuyết tật, huy động sự chung tay của nhiều tổ chức cá nhân, nguồn xã hội hóa để giúp đỡ ổn định đời sống cho người khuyết tật. Cùng với đó, vận động nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, động viên người khuyết tật cũng như gia đình người khuyết tật. Gia đình tôi hiện nay có 2 người con, đứa lớn là được hơn 10 tuổi, đứa bé thì được 6 tuổi. Cháu bị mắc bệnh thiếu máu từ nhỏ, từ lúc được 9 tháng bắt đầu đi truyền máu. Với lại cháu cũng kiểu, với lại đi học cũng khó khăn, kiểu mệt mỏi, da xanh xao, với lại kém ăn nữa. Rồi hàng tháng thì vợ chồng bọn em hay chồng tôi hay đưa con đi đến tỉnh để truyền máu hàng tháng. Thời gian qua cũng nhờ có bà con trong bản với lại chính quyền địa phương giúp đỡ nên chúng tôi mới có điều kiện để đưa con đi truyền máu hàng tháng. Hiện nay, Lai Châu có khoảng 4.800 người khuyết tật, trong đó có hơn 750 người khuyết tật đặc biệt nặng, 100% các xã phường thị trấn có người khuyết tật. Kiện toàn, hội đồng xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật đạt tỷ lệ trên 99%. Giải quyết chi trả kịp thời đầy đủ chế độ chính sách trợ cấp với kinh phí là trên 28 tỷ đồng. Tổ chức cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 4.430 người khuyết tật đạt trên 92%. Nhiều hoạt động hỗ trợ chăm lo giúp đỡ người khuyết tật đã được các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội tổ chức thường xuyên như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, trẻ khuyết tật được hỗ trợ phẫu thuật, tổ chức cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp xe lăn, xe lắc, dụng cụ chỉnh hình, dạy nghề miễn phí. Quan tâm đến công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, học sinh khuyết tật được chăm sóc giáo dục đảm bảo công bằng, bình đẳng như những trẻ em khác. Thời gian qua thì sở đã thường xuyên phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo sát sao việc thực hiện tốt cái chính sách trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất và nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh, tiếp tục huy động các cái nguồn lực cho cái chính sách an sinh xã hội, trong đó trọng tâm là nguồn trung ương hỗ trợ và tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn và đặc biệt là người khuyết tật trên địa bàn. Các hoạt động chăm lo hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn của tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành và của cả cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật, khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Đời sống vật chất tinh thần của người khuyết tật được cải thiện đáng kể. Có thêm những cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, phát huy khả năng vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ nhất vừa được tổ chức không chỉ là một cơ hội để thể hiện tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo của người dân Lai Châu, mà còn là bước đi quan trọng trong việc quảng bá vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa độc đáo của tỉnh nhà. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số hoạt động ấn tượng tại Giải leo núi trong phóng sự sau. Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ nhất năm 2023 với sự hào hứng và mong đợi từ cộng đồng. Sự kiện này không chỉ là một cơ hội để thể hiện tinh thần đoàn kết và sáng tạo của người dân Lai Châu, mà còn là bước đi quan trọng trong việc quảng bá vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa độc đáo. Giải leo núi lần đầu tiên tại tỉnh Lai Châu có sự tham gia của hơn 400 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong cả nước, tạo nên một không khí sôi động và hứng khởi. Một trong những mục tiêu lớn của giải là chinh phục đỉnh Tà Liên Sơn, đỉnh núi cao 2.996m. Một thách thức đầy khó khăn nhưng cũng là cơ hội để các vận động viên thể hiện sức mạnh và sự kiên trì. Ban tổ chức đã trao cúp và 99 giải, bao gồm 6 giải nhất, 6 giải nhì, 18 giải ba, 60 giải khuyến khích cho 6 nội dung cá nhân và các giải đồng đội, giải toàn đoàn. Trong đó, giải nhất các nhóm tuổi thuộc về các vận động viên Hàng Á Giang, tỉnh Lai Châu, nhất nam nhóm 1. Tôi tham gia giải leo núi Tà Liên Sơn mở rộng tại Lai Châu lần thứ nhất. Lần này tôi rất vui đã về chinh phục được giải nhất, cũng như là chinh phục được bản thân lên đến đỉnh. Tôi rất vui với bản thân đã cố gắng để vượt qua giới hạn của bản thân. Lai Châu, một tỉnh nằm giữa vùng Tây Bắc Việt Nam, sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ với những cung đường đèo, ruộng bậc thang và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đặc biệt với 6 trên 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, Lai Châu còn có nhiều thác nước, hệ thống hang động và những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, kỳ bí. Những cảnh đẹp này không chỉ là nguồn cảm hứng cho các vận động viên tham gia giải đua, mà còn là sự riêng có, quý giá của du lịch tỉnh Lai Châu. Đây là lần đầu tiên mà em tham gia một cái giải leo núi như thế này, và cũng lần đầu tiên là đi leo núi luôn. Thì bản thân rất là mệt, nhưng mà cũng cố gắng là mình vượt qua bản thân mình, là lên được đến đâu thì đến đấy. Thì em cũng lên được đến điểm số 8. Thì cũng rất là vui đã vượt qua được bản thân mình. Và khi đi thì thấy cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rừng cây, cổ thụ, một chuyến đi ý nghĩa đối với em ạ. Leo núi không chỉ là một môn thể thao mạo hiểm, mà còn là hành trình khám phá, trải nghiệm và thử thách bản thân. Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng không chỉ là một cuộc đua, mà còn là hành trình kết nối giữa con người và thiên nhiên hùng vĩ. Đường đua không chỉ là những bậc thang đá dựng ngang trời, mà còn là những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và tâm hồn của những dân tộc sống gần những đỉnh núi cao. Ngoài ra, giải cũng đặt ra mục tiêu lớn hơn là quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của tỉnh Lai Châu. Các hoạt động trải nghiệm tại giải không những hướng tới cộng đồng mà còn hướng tới du khách trong nước và quốc tế. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thu hút doanh nghiệp du lịch và các nhà đầu tư đến với vùng đất này, giúp thúc đẩy kinh tế và phát triển bền vững. Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là Lai Châu đang sở hữu 6 trên 10 đỉnh núi cao nhất của Việt Nam, thì lần này chúng tôi tổ chức cái giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng chinh phục Tà Liên Sơn là một trong 6 đỉnh núi, với mong muốn là giới thiệu đến du khách, vận động viên trong cả nước về những cái cảnh quan, những cái tiềm năng lợi thế của Lai Châu về cái cảnh quan thiên nhiên, và đặc biệt là thông qua cái giải này cũng truyền thông để nhấn mạnh vào cái vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng, hướng đến phát triển, khai thác rừng, phát triển du lịch một cách bền vững, lâu dài. Với sự thành công của giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ nhất năm 2023, chinh phục đỉnh Tà Liên Sơn, sự kiện này là một bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển môn thể thao mạo hiểm gắn với phát triển du lịch xanh và bền vững của tỉnh Lai Châu. Chương trình khởi động ngày mới của kênh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu cũng xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và người thân.